Chào mừng mọi người cùng quay lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu đang đứng tại một dự án rất là lớn, là dự án là Skyscape Nhà Bè. Hôm nay là Phước Sửu sẽ phân tích cho mọi người về cái tiến độ thi công. Bây giờ Phước Sửu sẽ cùng với mọi người là bay Laycam để ngắm toàn bộ cái phân khu đầu tiên của dự án là phân khu Zai River Country One. Thì với cái dự án Zai River Country One này thì chủ đầu tư đợt này thì sẽ bàn giao cho khách hàng những loại hình sản phẩm như nhà phố, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, shop house mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ. Thì theo như Laycam mọi người đang thấy thì có khoảng 2-30% là một số căn là đang được là xây dựng và một số căn là đã được là cất nóc rồi. Còn một số căn còn lại là gần như đã ép cọc 100%. Và một số căn thì đang tiến độ xây lên đến khoảng lầu 1, lầu 2. Mọi người thấy đó là hệ thống điện, nước, đường xá của phân khu 1.1 là Zai River Country One là đã đầy đủ hết rồi. Vỉa hè cũng có và trồng cây xanh đầy đủ. Và sát bờ sông thì chủ đầu tư đã làm bờ kè và có vỉa hè rất đẹp. Dọc theo bờ sông thì cũng đã một số cảnh quan giống như cây xanh, cống thoát nước hay là những cái tụ điện, trạm điều hành điện của từng phân khu cũng đã được lên rất là đầy đủ. Dọc theo cái đường Phạm Hữu Lầu á thì bắt đầu là triển khai xây cầu mới là cầu Cống Dinh và mở rộng đường Phạm Hữu Lầu. Thì khoảng 5-6 tháng nữa thì đường Phạm Hữu Lầu sẽ được mở rộng và mình có một cây cầu mới để đi. Với cái phân khu đầu tiên, phân khu 1.1 này, chủ đầu tư với cái tiến độ thì triển khai cũng tương đối rất là nhanh. Mặc dù gặp tình hình dịch bệnh và có rất là nhiều thứ xảy ra nhưng mà chủ đầu tư này luôn luôn là làm rất là tốt. Và tình hình công nhân tới đây làm việc cũng rất là đều. Thì như mọi người đã thấy, một số căn shop house mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ là đã là cất nóc. Một số căn dinh thự ở khu chấm A31 là cũng đã xong lầu 1, lầu 2. Và cái trục đường đầu tiên của dự án là đi từ Nguyễn Hữu Thọ bên hông Tháp Ngà Bình Xuyên thì cũng đã được lót và trải nhựa một cách rất là đẹp. Sát bờ sông thì rất là nhiều máy móc thi công và để hoàn thiện cái bờ kè sát bờ sông. Với tình hình tiến độ triển khai như vậy đó thì khoảng 6-8 tháng nữa thì chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà cho khách hàng. Tới lúc này thì khách hàng có thể là nhận nhà và decor nội thất bên trong. Khi mà khách hàng nhận bàn giao thì sẽ là bên ngoài hoàn thiện nè, có cây xanh nè, có một số những tiện ích giống như là công viên, hồ bơi, sân tennis, phòng tập gym và những cái tiện ích công cộng như giống như công viên, đèn chiếu sáng. Còn khách hàng mà khi nhận nhà thì khách hàng có thể là vào bên trong và sửa chữa và lắp đặt hệ thống thang máy, ngăn phòng. Và khoảng 1-2 tháng thì có thể là dọn về ở được. Với cái dự án này thì một cái dự án gọi là tầm cỡ của chủ đầu tư GS Hàn Quốc, nên về cái vấn đề thi công tiến độ hạ tầng rất là nhanh chóng. Với cái phân khu 1.2 và 1.3 thì sắp tới chủ đầu tư sẽ tung ra 2-3.000 sản phẩm cao tầng. Có thể là tung ra một số sản phẩm thấp tầng, biệt thự, dinh thự ven sông với rất là nhiều loại diện tích. Diện tích nhà phố với chiều dài là 7x17, 1 trệt, 2 lầu sân thượng. Shop house mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ 7x18, 1 trệt, 3 lầu sân thượng và có thang máy. Biệt thự thì nhiều loại, song lập từ là 9.5x17, 10x20, 12.5x20 và 15x30. Khi khách hàng lựa chọn sản phẩm tại dự án Skyscape Nhà Bè thì khách hàng có thể là linh động và có thể là mua nhiều loại sản phẩm khác nhau để vào sử dụng. Thì quý anh chị cần thông tin về cái dự án Skyscape Nhà Bè thì alo cho Phước Sửu. Phước Sửu sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho quý anh chị để quý anh chị chọn được một cái sản phẩm cực kỳ hot, vị trí đắc địa,
quy mô tầm cỡ và cái tiện ích cực kỳ nổi bật tại khu Nam Sài Gòn, sánh tầm với Phú Mỹ Hưng và có thể là có những cái tiện ích đặc sắc hơn Phú Mỹ Hưng. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau. Phước Sửu luôn luôn triển khai rất là nhiều video cập nhật thông tin tiến độ kịp thời để quý anh chị và khách hàng tham khảo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.